Em Phạm Thị Kim Hoa ơi, ngày 10 tây tháng 3 2024, chị có thay mặt nhà hảo tâm Thanh Nhà Phạm gửi thêm 200 đô la ủy lạo ba em lúc ba em bị bệnh ung thư đại tràng và bị bệnh viện Đồng Nai trả về để cho gia đình lo liệu. Thì chị có thay mặt nhà hảo tâm Thanh Nhà Phạm gửi về em 200 đô la ngày 10 tháng 3 2024. Ba em là Phạm Văn Lài, số quân là 55 sẹt, đợi chị chút nha, trời ơi, 55 sẹt 77 158 địa phương quân. Thì chị xin phép hỏi là ba em có nhận được 200 đô la mà chị thay mặt nhà hảo tâm Thanh Nhà Phạm gửi về chưa? Em trả lời giùm chị đi. Dạ, em có nhận được rồi chị. Rồi rồi Em rồi. nhận được 200. Rồi rồi 200 đó là nhà hảo tâm Thanh Nhà Phạm gửi về cảm ơn ba em nha. Và kính chúc ba em mau bình phục nha. Và cảm ơn ba em là một người lính Việt Nam Cộng Hòa. Em có lời gì muốn nói với nhà hảo tâm Thanh Nhà Phạm không? Em nói đi. Chị. Chị cũng gửi lời cho chị Thanh Nhà Phạm cho em gửi lời cảm ơn rất là nhiều, đã giúp đỡ cho em có số tiền để lo cho ba. Rồi 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 ok chị, cảm chị sẽ chuyển lời lại giùm em nha, rồi chúc ba em mau bình phục nha, và em cũng nhiều sức khỏe. Cảm ơn ba em là người lính Việt Nam Cộng Hòa nha. Rồi 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 rồi.